giải U23 Đông Nam Á 2023 đã bước vào loạt trận thứ hai, nhưng đây mới là trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam, bởi ở bảng C chỉ có 3 đội, U23 Việt Nam được nghỉ lượt trận đầu tiên. Ở trận đấu đầu tiên của bảng C, U23 Lào với U23 Philippines đã trải qua một cuộc rượt đổi tỷ số ngoạn mục. Kết quả chung cuộc, hai đội bóng này hòa nhau với tỷ số 22. Việc U23 Lào và U23 Philippines hòa nhau sẽ giúp cho bảng C thêm phần thú vị. Bởi ở giải đấu này, ngoài 3 đội đầu bảng, thì ban tổ chức sẽ lấy thêm một đội nhì có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, việc nằm chung bảng với nhà đương kim vô địch U23 Việt Nam sẽ khiến cơ hội đi tiếp của hai đội bóng này trở nên mong manh. Cho dù huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không có được lực lượng mạnh nhất, nhưng với nhân sự mang sang Thái Lan, U23 Việt Nam vẫn mạnh hơn nhiều so với U23 Lào và U23 Philippines. U23 Việt Nam vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao trong việc giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Trước đối thủ U23 Lào ở trận ra quân, thay cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có cơ hội để thị uy sức mạnh chia sẻ với truyền thông trước trận ra quân, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, chúng tôi đến đây với tư cách nhà đương kim vô địch. U23 Việt Nam cũng như các đội khác mang lực lượng rất trẻ để tham dự giải lần này. Các đội bóng cũng dành sự quan tâm đến bóng đá trẻ và những giải đấu như thế này giúp nâng tầm cầu thủ trẻ. Tôi rất hoan nghênh AFF duy trì giải đấu này để phát triển bóng đá trẻ ở các quốc gia Đông Nam Á và tiến xa hơn lên cấp độ đội tuyển. Bằng sự tôn trọng cao nhất của mình, chúng tôi hy vọng và xin chúc các đối thủ cùng bảng là Lào, Philippines, và tất cả các đội khác đều thi đấu thật tốt, có màn trình diễn tốt nhất và giải thành công tốt đẹp. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Lào diễn ra vào lúc 16 giờ chiều nay 20 tháng 8. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến. Mời quý độc giả quan tâm theo dõi.